Câu chuyện chiếc bát vỡ. Ở thành phố kia có một bác thợ rèn. Bác có một người con trai duy nhất. Bác rất quý anh vì từ bé đến lớn anh đều là một người con xuất chúng. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi, làm bố rất tự hào. Một ngày nọ, không may cậu bị tai nạn xe hơi. Tuy giữ được tính mạng nhưng lại bị mất cả hai chân. Tuyệt vọng, hàng ngày anh ngồi ủ rũ trong phòng, im lặng nhìn ra cửa sổ. Một lần, vì quá đau khổ, anh tìm cách tự tử bằng cách uống thuốc ngủ. Nhưng may thay, cha anh kịp thời phát hiện, đưa anh tới bệnh viện, cứu anh qua cơn nguy kịch. Một ngày sau, người con trai tỉnh, bác thợ rèn mang đồ ăn tới cho con. Anh con trai tức giận, hất khay đồ ăn, rồi chỉ chiếc bát vỡ dưới nền nói: "Cha, cha cứu con làm gì? Cuộc đời con bây giờ như chiếc bát vỡ kia rồi, mãi không thể lấy lại được nữa." Người cha già tội nghiệp lặng lẽ xoa đầu người con trai, dỗ về rồi giúp anh nằm nghỉ. Xong ông dọn dẹp những thứ dưới đất, đôi mắt ông đỏ hoe. Một tuần sau, anh được đưa trở về nhà. Anh thấy trên bàn mình có một chiếc bát sắt. Anh lấy làm lạ lẫm. "Con có biết nguồn gốc chiếc bát sắt này không, con trai?" "Ý cha là..." Anh ấp úng nói. "Đây chính là chiếc bát sành mà hôm trước đó con. Cha cho nó vào lò nung, cho thêm sắt nữa rồi đúc. Thế là nó trở thành chiếc bát sắt này đó con." Ông tiếp: "Con à, cuộc đời của chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ. Nhưng chỉ cần ta cho thêm khát vọng sống, rồi nung trong ý chí, đúc trong tình yêu, thì mọi chuyện sẽ lại ổn. Thì dù có đập, có ném thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ vỡ nữa đâu con." "Vâng, thưa cha, con đã hiểu." Nói rồi, anh vươn người ôm chầm lấy cha mình. Cả hai cha con cùng khóc vì xúc động. Câu chuyện cậu bé mù. Một đứa bé trai bị mù, ngồi bên lề đường với một cái nón đặt gần chân nó. Nó dựng một tấm bảng có ghi như vậy: "Tôi bị mù, xin giúp tôi." Trong cái nón của nó lúc đó chỉ có thưa thớt vài đồng bạc cắt. Một người đàn ông đi qua, ông ta thò tay vào túi lấy ra vài đồng bạc rồi thả vào cái nón. Sau đó ông với tay lấy cái bảng, xoay mặt sau ra phía trước và ghi một vài chữ lên đó. Ông để tấm bảng lại chỗ cũ để những ai đi qua đi lại có thể đọc được hàng chữ mới ông vừa viết lên đó. Sau đó cái nón của đứa bé mù bắt đầu có nhiều tiền. Bây giờ có nhiều người hơn lúc sáng cho tiền đứa bé mù này. Buổi chiều hôm ấy, người đàn ông đã đổi hàng chữ trên tấm bảng, quay trở lại tìm đứa bé để xem tình hình ra sao. Đứa bé mù nhận ra chân của người đàn ông này và hỏi: "Có phải chính ông đã đổi những hàng chữ trên tấm bảng này? Ông đã viết gì trên tấm bảng vậy?" Người đàn ông bèn đáp: "Chú chỉ ghi ra sự thật mà thôi. Những gì chú ghi ra trên tấm bảng này cũng giống như câu mà cháu đã ghi, nhưng chỉ theo một cách thức khác thôi." Người đàn ông đã viết trên tấm bảng như sau: "Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không thể nhìn thấy được." Quý vị và các bạn có nghĩ rằng hàng chữ của đứa bé và hàng chữ của người đàn ông có cùng nói lên một điều không? Dĩ nhiên, cả hai hàng chữ đều cho người ta biết là cậu bé bị mù. Nhưng hàng chữ thứ nhất chỉ nói rằng đứa bé bị mù vậy thôi. Nhưng hàng chữ thứ hai nói với mọi người rằng họ thật là may mắn bởi vì họ không bị mù. Bây giờ quý vị
còn có ngạc nhiên vì sao hàng chữ thứ hai do người đàn ông viết gặt hái nhiều kết quả cho cậu bé mù hay không.